Lan này lan cỏ nó dễ sống mà, nhưng hoa nó lại nhỏ, hoa nhỏ xíu thôi, à, bé tí. Chưa, bây giờ 10 giờ anh nghỉ sao được? Trên một cây này có 3 loại lan. Đây một loại. Đây một loại. Ngu hết biết thế, mình chỉ lấy 3m3 thôi. Chọn những lỗ kia 5m7 cho nó tròn đi. Ừ, tròn đỡ thì tính khó. Đây một loại. Cái này thì cái thân hành nó to này.